Rồi, ok. Chào mừng bà con trở lại với kênh YouTube nông nghiệp của Cơ khí Nông nghiệp Phú Hải, chuyên gia công chế tạo sản xuất lưỡi cày chảo, bánh lồng, bờ lăn, bánh bám, bánh cày. Địa chỉ là xóm 5, khu Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Hôm nay mùng 5 tháng 7, anh em chúng tôi đang đoàn khách ở các nơi đến vừa bảo dưỡng, sửa chữa và mua cày. Bà con anh em có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Cơ khí Cày chảo Phú Hải chúng tôi thì xin liên hệ trực tiếp đến địa chỉ là số điện thoại vừa đọc và nêu ở trên. Đây là toàn bộ xưởng sản xuất của chúng tôi với quy mô mặt bằng trải nằm trên địa phận xã Liên Giang, được trải dài ôm theo mặt đường quốc lộ 216 nối liền giữa Liên Giang, An Châu, Mê Linh, Phú Lương và Hưng Hà. Không, anh không mặc cả đâu em. Lấy luôn, xin luôn đi. Luôn thì luôn chứ. Đây là anh kỹ thuật cả của chúng tôi. Anh rất đẹp trai, người cao to khoáng đãng. Đúng vậy. Cao dài khoáng máy. Anh đang căn chỉnh máy lúc vậy. Bánh lồng.